Xin chào các bậc cha mẹ, mình là Nguyễn Văn Công, là người sáng lập của Pantado. Pantado là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em. Và trong 7 năm vừa qua, Pantado với sứ mệnh mang đến môi trường đào tạo, hạnh phúc, trí tuệ cho học sinh với giá trị cốt lõi là đạo đức, trí tuệ, nghị lực để cùng các bậc phụ huynh xây dựng những nền tảng, những nền móng vững chắc nhất cho con mình hướng đến một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Và từ quy mô vài chục nhân sự cho đến hiện nay thì Pantado đã có hàng nghìn nhân sự gồm các vị trí là nhân viên, giáo viên. Và trong 7 năm vừa qua thì Pantado liên tục tối ưu để một lớp học, một thầy, một trò được diễn ra thành công nhất. Pantado đã xây dựng hệ thống vận hành quản lý gồm có bộ phận quản lý chất lượng đào tạo, bộ phận quản lý chất lượng học sinh và bộ phận cố vấn học tập dành riêng cho mỗi học sinh. Từ đó ngày càng chứng minh được tính hiệu quả trong mô hình vận hành của Pantado trong việc đào tạo tiếng Anh trực tuyến một thầy một trò. Bên cạnh đó, Pantado cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào việc đào tạo tiếng Anh trực tuyến nhằm nâng cao mức độ quản lý chất lượng của từng lớp học, đo lường các chỉ số quan trọng trong từng điểm chạm để cấu thành nên cái thành công của lớp học trực tuyến. Hiện nay thì Pantado đang đào tạo hơn 30.000 học sinh đang theo học chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến một thầy một trò. Cùng với đó là Pantado có hơn 1.000 giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài đạt chuẩn. Với quy mô giáo viên lớn như vậy thì Pantado rất chú trọng vào việc nâng cao năng lực đào tạo thông qua các chương trình đào tạo định kỳ của Pantado, giúp nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tâm lý giáo dục và cả việc áp dụng, ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong việc đào tạo tiếng Anh cho trẻ em nhằm nâng cao tình yêu của các con với môn học và nâng cao khả năng tiếp thu nhận thức của các con trong từng buổi học. Và minh chứng cho sự tin tưởng, lựa chọn đồng hành của các bậc cha mẹ thì chỉ số các bậc cha mẹ hài lòng tại Pantado lên đến hơn 80%. Chỉ số các bậc cha mẹ giới thiệu thêm học sinh cho Pantado và tiếp tục gia hạn cho con mình học tại Pantado lên đến hơn 55%. Và đây là những chỉ số rất đáng tự hào của Pantado nói riêng và là chỉ số đáng kỳ vọng trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam nói chung. Với sự tin tưởng đồng hành của các bậc cha mẹ thì Pantado cùng với chuyên gia Phan Hồ Điệp sẽ không ngừng mang đến các khóa học nuôi dạy con hữu ích và chất lượng để giúp cho hành trình nuôi dạy con của các bậc cha mẹ là hành trình hạnh phúc, trọn vẹn.